phố đã lên đèn, con đường có môi kèm môi. Phố đã lên đèn, bên người anh thương anh nhớ anh mong. Có nhạc bên cạnh ai không phiêu, có em bên cạnh yêu không phai. Tình yêu nằm ngang của anh luôn ngàn đời. Cơn mưa qua anh rời đi. Xin chào mọi người, mình đây. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người cùng nhảy bài TikTok có tên là Phố đã lên đèn. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Ok, về bài này mình sẽ chia thành hai đoạn cho các bạn theo dõi nhé. Đoạn đầu tiên, phố đã lên đèn, giờ mình sẽ nhảy đến một trước này. Phố đã lên đèn, con đường có môi kề môi. Phố đã lên đèn, ta 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 ta. Ok, rồi bây giờ động tác đầu tiên nhé. Phố đã lên đèn câu đấy ạ. Giờ các bạn đưa điện thoại lên như thế này, lên trái và sau đó đưa chéo hai tay này, móc lên này, mở ra và đổi hướng, đưa xuống dưới và lên trên như thế này. Nặng nhẹ, phải, trái, đưa chéo vào nhau, ra, đổi hướng lên trên, móc xuống và đưa lên như thế này. Ok, tiếp theo môi kề môi, dùng tay phải với công việc này, đánh tay trái với công việc và tay phải. Và tiếp theo thì thả tay lướt bánh từ trên xuống lên này. Rồi tiếp theo, đặt tay trái ở mình nhé, dần dần lên này, một, hai lần. Tiếp theo, mở tay trái ra ngoài, đưa vào trong, xoay lên, hất xuống. Ok, và hai tay đưa qua phía bên phải, chạm nhau như này, đưa qua trái tim mình và đặt trái tim mình. Ok, tiếp theo, dùng tay trái nhé, đặt đầu vai, phải, lướt ra, rồi tiếp theo dùng tay phải này, rồi về. Mình nhìn trên như sau: 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1 và 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ các bạn lưu ý cho mình các bạn làm động tác tay lên từ phần lên từ đặc biệt miệng nhé. Sau đây nhá. Không cái tiếng này này thì các bạn đưa cho mình vai phải trái như thế này đâu đó, làm nhé, dùng tay này, dùng tay trái thì đưa ngược lại đó, tương tự rồi dần dần thì đừng có đưa nhá, hai lần. Tiếp theo bên này về đây sang rồi nhá, đó, cứ đưa vai cho mình hai bên như này, còn tay thì nhớ động tác như vậy nhanh hơn để nhịp 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, như vậy là đã xong phần thứ nhất. Bây giờ để mình cho mình hai nhé, các bạn đang dừng ở đây, các bạn đang dừng đây đúng không? Tiếp theo này, mình sẽ nhảy đến cô nhé. Có nhạc bên cạnh ai không phiêu, cho đưa tên 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 không phai. Tên 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 tên. Ok, bây giờ từng động tác sẽ như sau này. Phần có nhạc bên cạnh, đây thì các bạn tay như thế này nhá. Mình giống như ở các bạn cầu ấy. Thì đấy, úp vào tay, tay nghe quên, tay nghe. Đây, xoay hai hướng như thế này. Có nhạc bên cạnh, tiếp theo ai không phiêu thì dùng tay phải lướt qua vào bên trước như thế này. Theo có người bên cạnh thì tay trái đấm vào vai phải hai lần nhé, hai lần. Theo yêu không phai thì em chỉ tin các theo dùng tay trái này, tay phải đặt chéo định nhau, sau đó đưa ra ngang và sau đó các bạn đặt sóng tay như này. Rồi các tiếp theo là đã xong. Bây giờ mình sẽ đếm đi nhé: 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kết thúc. Ok, giờ mình sẽ ghép hai đoạn với nhau nhé. Đoạn cuối thì đoạn thứ hai bên này, bây giờ mình sẽ ghép luôn từ đầu cuối này. 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hết.
clip quay TikTok nhỉ?